Biết được thông tin có sản phẩm quả địa cầu phát sáng mạ kim loại đã được phát hành, anh Trần Anh Quý ở Hoài Đức, Hà Nội đã đến tận cửa hàng giới thiệu sản phẩm của nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam để lựa chọn sản phẩm này về phục vụ cho công việc của mình, cũng như để trưng bày. Sau khi được giới thiệu về sản phẩm mới này, anh Quý khá hài lòng về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm này nó có sự tiến bộ hơn cái sản phẩm truyền thống. Mỗi khi là quả cầu này nó có sự phát sáng, rồi là tiện ích trong rất nhiều các công việc, cả học tập hay là có thể làm trang trí, có thể là sử dụng để làm đèn ngủ thay, nó rất là đẹp. Chất lượng của nó cũng thấy nó cao hơn cái sản phẩm cũ. Nó in bằng cái công nghệ nhiệt của Đức thì nó sẽ chất lượng hơn cái sản phẩm này ra bằng tay. Là cơ quan ngôn luận duy nhất có quyền xuất bản và phát hành bản đồ, nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam luôn quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam, cũng như bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, thông qua những sản phẩm về bản đồ, tập bản đồ, atlas, quả cầu chuyên ngành. Ngoài ra, để tránh tình trạng bị làm giả, làm nhái, nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam cũng đã có mã QR code để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là những xu hướng chung áp dụng công nghệ thông tin vào từng sản phẩm. Có thể nói là cái quả cầu theo công nghệ truyền thống trước thì tức là dán 18 múi cầu lên trên một cái quả bóng cầu. Và đây là một cái công đoạn rất là thủ công nên là độ chính xác thì không cao. Và đối với cái quả cầu mới hiện nay thì chúng tôi đã đưa vào đây cái sản phẩm là theo một cái công nghệ mới. Đó là phải sử dụng một cái loại giấy không thấm nước và chịu được ở nhiệt độ cao, bền màu theo thời gian. Và cái chất liệu mực thì phải là bám được lên trên cái vật liệu nhựa in đó. Và cái chịu được cái tác động của ánh sáng mặt trời. Quả bóng cầu thì cũng cần phải có một cái độ xuyên sáng nhất định. Và bóng đèn thì cũng phải đạt được tuổi thọ từ 3 đến 5 năm.